Thế nên cái câu trả lời đó là phải thực hành thường xuyên ừ. ờ, dạ con nghe có những vị thực hành thiền chỉ và quán sông tu nhưng con chỉ hiểu là vừa thực hành thiền định và vừa thực hành thiền quán thôi mà chưa thật sự hiểu sâu hơn như thế như khi nào thực hành quán khi nào thực hành chỉ và việc thực hành song song như vậy thì thực hành thế nào để trí tuệ được phát triển? Và việc thực hành song song như vậy có làm chậm sự phát triển của định hay phát triển của tuệ hơn so với chỉ chuyên về một phương pháp không? À... Nó có như thế này. Đối với mỗi một loại chúng sanh, đối với mỗi chúng sanh, ý, họ có cái phước riêng và tùy cái phước riêng đó họ sẽ thực hành cái thiền quán với cái mức độ định tâm không có giống nhau lấy ví dụ với người phước nhiều thì họ sẽ có cơ hội thực hành thiền chỉ trước và đạt được cái thiền chỉ đạt chuẩn như đức phật đề nghị tức là chứng đắc tứ thiền À, trong cái kinh đại niệm xứ hoặc là kinh niệm xứ hoặc là kinh nhập xuất tức niệm đấy tức là cái tiêu chuẩn của Đức Phật ấy là đạt được tứ thiền ra khỏi tứ thiền sau đó dùng cái khả năng định tâm đó phát triển trí tuệ quán thì đó là cái người mà chỉ trước quán sau nhưng mà có những chúng sanh họ cái phước họ không được như vậy họ chỉ đạt được khả năng định tâm của tam thiền rồi nhị thiền rồi sơ thiền thì đó cũng là chỉ trước quán sâu à, có người thì à, cái phước họ không có nhiều họ chỉ à, thực hành thiền được đến cái mức độ là cận định thôi và sau khi hành thiền đến mức độ cận định rồi thì họ dùng cái khả năng định tâm đó họ chuyển qua thiền quán thì đó cũng là chỉ trước quán sâu còn cái người mà họ hành thiền Vừa lúc họ hành cả hai cái đề mục Hơi thở hoặc là tùy niệm Phật Hoặc là à, bốn phương lượng tâm từ bi hỷ xã Thì cái khả năng định tâm của họ vẫn chưa đạt được Cái mức định cần thiết Nhưng họ vẫn chuyển qua thiền quán nhưng mà đó họ làm song song tức là thực hành thiền chỉ sau khi mà có được cái mức độ định tương đối rồi thực hành thiền quán và khi mà đang thực hành thiền quán cái định nó bị lui sụp cái định định nó bị lui sụp ví dụ như rất khó để mà tập trung vào thân thọ tâm pháp ví dụ như họ đang quan sát hơi thở bằng thiền quán mà hơi thở nó bị biến mất mà họ không thể nào họ quan sát được hơi thở thì ngay lập tức họ chuyển qua thiền chỉ chuyển qua cái định của thiền chỉ chuyển qua cái phương pháp thực hành của thiền chỉ để họ kéo cái định trở lại họ tập trung lại vào địa mục để họ thấy ngược cái là hơi thở thì đó là chỉ quán sông tu tức là hai anh này đó ảnh xen kẽ với nhau bắt đầu là bằng cái anh định để mà cái định nó tăng trưởng trước sau khi cái định nó tăng trưởng ở cái mức độ nhất định nào đó rồi đấy bắt đầu chuyển qua thiền quán và sau khi mà đang thực hành thiền quán mà trong cái giai đoạn thực hành đó cái định nó bị lưu sụp cái định nó bị kém đi thì dùng cái định của thiền chỉ để khôi phục lại sau đó tiếp tục thực hành thiền quán đó là chỉ quán sông tu và cái người mà chỉ quán sông tu ấy họ sẽ thuận lợi hơn người thuần túy thiền quán mà không có sự hỗ trợ nào của thiền chỉ tức là nó có ba cái cấp độ cấp độ mà tuyệt vời nhất là chỉ trước quán sâu thấp hơn tí nữa là chỉ quán sông tu còn phước mà kém quá thì chỉ thực hành được thiền quán thôi chứ không có sự hỗ trợ của thiền chỉ Cho nên là cái câu trả lời này Sư cũng đã trả lời luôn cho quý vị rồi ha